Thanh Nhẫn và kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn ủng hộ những clip tin tức thời sự hàng ngày của chúng tôi. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến phức tạp, F0 gia tăng. Ca bệnh tăng cao, Lâm Đồng lập thêm nơi điều trị COVID. Bình Định vượt mốc 4.000 ca nhiễm. Vì sao An Giang có số ca mắc COVID-19 tử vong tăng cao? Thành phố Nam Định phong tỏa một chợ, nhiều hộ kinh doanh vì xuất hiện ổ dịch phức tạp. Phong tỏa một công trình xây dựng có hơn 80 ca dương tính SARS-CoV-2. Vừa rồi là phần điểm qua những tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến phức tạp, F0 gia tăng. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 11, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tổ chức họp rút kinh nghiệm thực hiện quy trình xử lý khi phát hiện F0 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp. Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến phức tạp. Số ca mắc COVID-19 đang có xu hướng gia tăng trong những ngày gần đây. Do đó, cần đánh giá xác định nguồn phát sinh dịch bệnh để đưa ra các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp, xử lý dập dịch kịp thời nhằm ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng, cũng như không để dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Qua công tác giám sát, việc triển khai quy trình xử lý khi phát hiện F0 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, Sở Y tế ghi nhận còn một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chưa nắm bắt đầy đủ và vận dụng đúng quy trình, chưa thực hiện trách nhiệm của cơ sở trong phối hợp quản lý, chăm sóc F0 được phát hiện. Nhằm đảm bảo mục tiêu kiểm soát hiệu quả dịch bệnh cùng với khôi phục hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, các đơn vị cần khẩn trương chấn chỉnh những vấn đề tồn tại thiếu sót, phối hợp chặt chẽ trong xử lý triệt để tình huống dịch bệnh phát sinh tại doanh nghiệp. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ban quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp, Ban quản lý khu công nghệ cao, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện theo đúng yêu cầu về cách ly tạm thời F0 khi được phát hiện tại doanh nghiệp trước khi chuyển đi cách ly điều trị. Nghiên cứu chủ động thiết lập hai cơ sở thu dung cách ly dành cho F0 của doanh nghiệp, tăng cường phối hợp giữa tổ y tế trong doanh nghiệp và y tế địa phương nơi trú đóng để đảm bảo F0 là người lao động của doanh nghiệp được quản lý chăm sóc theo quy định. Thực hiện báo cáo đầy đủ và kịp thời các trường hợp F0 được phát hiện tại doanh nghiệp cho y tế địa phương nơi doanh nghiệp trú đóng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương yêu cầu các khu nhà trọ trên địa bàn cam kết tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Giao Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương các giải pháp can thiệp phù hợp khi xác định các mối liên hệ giữa dịch bệnh gia tăng trong cộng đồng với nguồn lây nhiễm từ các cơ sở sản xuất doanh nghiệp, tăng cường lập khu cách ly, bệnh viện dã chiến cấp quận, huyện để sẵn sàng năng lực cách ly, điều trị F0, đề xuất quy chế phối hợp giữa địa phương với đơn vị quản lý, khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao trên địa bàn nhằm quản lý và chăm sóc F0 đúng quy định, chỉ đạo trạm y tế phối hợp với chính quyền địa phương và doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn, xác định hoàn thành cách ly cho người lao động theo địa bàn phụ trách, phối hợp rà soát người lao động trên địa bàn, tập trung vào người lao động tạm trú tại các khu vực nhà trọ, hỗ trợ tiêm vaccine COVID-19 sớm nếu ghi nhận người lao động chưa tiêm vaccine đầy đủ. Phối hợp với phòng y tế tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình xử lý khi phát hiện F0 tại đơn vị, khu vực, việc thực hiện bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch trong lĩnh vực hoạt động do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, công tác phòng chống dịch trong khu chế xuất, khu công nghiệp. Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tiếp tục theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao và trên từng địa bàn quận huyện, có nhận định đánh giá mức độ nguy cơ, khẩn trương tham mưu Sở Y tế các giải pháp can thiệp để kịp thời kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan, tăng cường hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực thi phương án phòng chống dịch COVID-19, quy trình xử lý khi phát hiện F0 tại các cơ sở sản xuất doanh nghiệp. Thành phố Nam Định phong tỏa một chợ, nhiều hộ kinh doanh vì xuất hiện ổ dịch phức tạp.
Thưa quý vị, chiều tối ngày 29 tháng 11, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Nam Định cho biết, ổ dịch mới ở phường Năng Tĩnh được phát hiện lúc 17 giờ chiều ngày 28 tháng 11 khi một công dân trú tại số 45 đường Văn Cao có kết quả test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Ngay trong chiều và đêm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Nam Định đã chỉ đạo hỗ trợ cho phường Năng Tĩnh triển khai các phương án đối phó với dịch cấp bách, gồm tổ chức xét nghiệm diện rộng đối với 16 tổ dân phố, từ tổ dân phố số 1 đến tổ dân phố số 16 với 1.200 hộ dân, 2.000 nhân khẩu. Từ 21 giờ tối ngày 28 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Năng Tĩnh quyết định tiến hành phong tỏa đối với toàn bộ khu vực chợ Năng Tĩnh, đoạn đường Văn Cao từ số nhà 29 đến số nhà 61, từ ngõ 12 đến số nhà 40, từ số 12/83 đến số 24/83, từ số 6 đến 18/136. Ngay trong đêm, lực lượng y tế đã thâu đêm phun khử khuẩn, tiến hành xét nghiệm đối với các hộ dân trong khu vực phong tỏa. Đến trưa ngày 29 tháng 11, kết quả xét nghiệm PCR của Trung tâm Phòng chống bệnh tật tỉnh Nam Định khẳng định có 28 trường hợp thuộc địa bàn phường Năng Tĩnh dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 20 ca ở tuyến đường Văn Cao và 8 ca ở khu vực chợ Năng Tĩnh. Chiều ngày 29 tháng 11, thông tin với báo chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định, ông Phạm Duy Hưng cho biết, xác định ổ dịch vừa xuất hiện tại phường Năng Tĩnh là ổ dịch phức tạp có nguy cơ cao, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Nam Định yêu cầu các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng và phường Năng Tĩnh tập trung cao độ, chủ động, khẩn trương, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ngay từ tối qua, thành phố Nam Định tập trung nhân lực, đề xuất tỉnh và Sở Y tế Nam Định hỗ trợ nhân lực trang thiết bị để khoanh vùng gọn nhất có thể và xét nghiệm thần tốc trên diện rộng để phát hiện bóc tách F0 nhanh nhất ra khỏi cộng đồng. Đặc biệt, do đặc thù ổ dịch xuất hiện tại chợ và liên quan đến nhiều hộ kinh doanh gần chợ, nên thành phố Nam Định đang khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến ổ dịch này, truyền thông tin yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch đường Văn Cao và khu vực chợ Năng Tĩnh đến tất cả các phường xã trên địa bàn thành phố để truy vết nhanh F1, lấy mẫu sàng lọc sớm. Ca bệnh tăng cao, Lâm Đồng lập thêm nơi điều trị COVID. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định cho biết địa phương ghi nhận thêm 166 ca nhiễm mới. Theo đó, địa phương có số ca nhiễm cao nhất vẫn là thành phố Quy Nhơn với 72 ca, tiếp theo là thị xã An Nhơn, huyện Vân Canh 20 ca, huyện Phú Mỹ, Tuy Phước 15 ca, thị xã Hoài Nhơn, huyện Tây Sơn 5 ca, huyện Phú Cát 13 ca và Hoài Ân 1 ca. Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh này đã ghi nhận 4.019 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 2.500 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện, 21 trường hợp tử vong, 1.498 trường hợp đang được điều trị. Theo kết quả đánh giá phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn, cập nhật đến ngày 28 tháng 11, Bình Định hiện có 3 xã phường nằm trong vùng nguy cơ rất cao vùng đỏ, gồm xã Cát Thành, huyện Phú Cát, xã Canh Liên, huyện Vân Canh và phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn. Lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu các sở ban ngành địa phương căn cứ vào quyết định phân loại cấp độ dịch COVID-19, áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Sáng ngày 29 tháng 11, Sở Y tế Lâm Đồng ghi nhận 222 ca dương tính với SARS-CoV-2, cao nhất từ trước đến nay. Dẫn đầu là huyện Đức Trọng với 96 ca, thành phố Đà Lạt 36 ca, huyện Di Linh 35 ca, trong đó có hơn 70 ca cộng đồng. Cùng ngày, cơ quan chức năng ban hành thông báo khẩn tìm người đến 21 địa điểm nguy cơ liên quan đến ca mắc COVID-19 mới tại thành phố Đà Lạt và huyện Bảo Lâm, bao gồm 2 phòng khám bệnh, 1 tiệm thuốc Tây, 1 ngân hàng, 1 khu du lịch, cùng nhiều nhà hàng, khách sạn, quán ăn. Đáng lưu ý, các địa điểm nguy cơ tại huyện Bảo Lâm liên quan dịch tễ của 15 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng tại các xã Lộc Thành, Lộc An, Lộc Thắng và Tân Lạc. Trong đó có 4 nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch tại huyện Lộc Thắng và Lộc An. Ngay trong ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định chuyển đổi công năng khu cách ly tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Lâm Đồng để thành lập cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Cơ sở này tọa lạc tại địa chỉ số 4, đường Trần Quang Diệu,
phường 10, thành phố Đà Lạt với quy mô 600 giường bệnh, chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt, sử dụng danh mục thuốc, vật tư y tế của Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt và khu vực điều trị người bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành. Sở Y tế Lâm Đồng cũng đã cấp mã số cơ sở khám chữa bệnh cho cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Lâm Đồng với phân tuyến kỹ thuật là tuyến huyện, hình thức tổ chức hoạt động của phòng khám đa khoa thuộc loại hình quản lý công lập. Lâm Đồng cũng cấp tốc thành lập thêm 16 khu cách ly tập trung tại các huyện Đạ Hoai và Đạ Tẻ. Huyện Đạ Hoai có 3 cơ sở cách ly tập trung không thu phí với tổng số 265 giường. Huyện Đạ Tẻ có 12 cơ sở cách ly tập trung không thu phí với tổng số 661 giường và một cơ sở cách ly tập trung có thu phí với 17 giường. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Y tế chịu trách nhiệm về chuyên môn y tế tại khu cách ly, đảm bảo thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời giao Ủy ban nhân dân các huyện này ra quyết định thành lập bộ máy lâm thời làm công tác quản lý các khu cách ly tập trung theo quy định, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết tổ chức vận hành khu cách ly. Vì sao An Giang có số ca mắc COVID-19 tử vong tăng cao? Thưa quý vị, báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, tính đến ngày 28 tháng 11, toàn tỉnh có 368 trên 22.989 ca mắc COVID-19 tử vong, chiếm 1,6%. Trong số hàng trăm ca tử vong nói trên, có đến 308 trường hợp tử vong nhưng chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, chiếm 90%. 20 trường hợp tiêm một mũi vaccine chiếm tỷ lệ 5,88%, 12 trường hợp tiêm đủ 2 liều vaccine chiếm tỷ lệ 3,53%. Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quang Hiển, tỷ lệ tử vong do mắc COVID-19 cho thấy nguy cơ tử vong ở người chưa tiêm vaccine cao hơn người đã tiêm vaccine rất lớn. Cũng theo thống kê của ngành y tế, chỉ riêng từ đầu tháng 11 đến nay có đến 277 F0 tử vong. Từ tỷ lệ tử vong đáng lo ngại này, An Giang được xếp thứ 6 trên cả nước có ca tử vong cao. Trước thực trạng này, Sở Y tế lãnh đạo các huyện, thành phố đề nghị tỉnh xem xét xây dựng trung tâm hồi sức cấp cứu, cơ sở điều trị, đào tạo các y bác sĩ nâng cao tay nghề hơn để xử lý các F0 triệu chứng nặng, tăng cường công tác tuyên truyền tầm quan trọng của vaccine, ra soát từng hộ dân cư và gia đình để tiêm hết cho người cao tuổi, người có bệnh nền để hạn chế thấp nhất tử vong. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua có một bộ phận người dân e ngại tiêm vaccine cho bản thân khi thấy mình lớn tuổi mắc bệnh nền, con cháu cũng e ngại việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người thân. Theo ông Bình, tư duy này cần thay đổi, người thân cũng như bản thân mình cần đến gặp bác sĩ để tư vấn, khi đủ điều kiện thì tiêm ngay vaccine vì đây là cách tốt nhất hiện nay để bảo vệ bản thân và gia đình trước đại dịch COVID-19. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang tuyên truyền sâu rộng đến người dân, nhất là người cao tuổi, người có bệnh nền, hiểu rõ hơn về tính hiệu quả khi được tiêm vaccine phòng COVID-19, góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong. Mặt khác, lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát nhắc nhở người dân tuân thủ tuyệt đối 5K, dù đã tiêm vaccine vẫn không được chủ quan lơ là, hạn chế tối đa ra đường và tụ tập ăn uống khi không cần thiết. Riêng vấn đề cách ly và điều trị các F0 tại nhà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ COVID cộng đồng, trạm y tế lưu động, đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ, tư vấn cho bệnh nhân, biết cách chăm sóc để không chuyển nặng, đồng thời cung cấp nhu yếu phẩm, thuốc men và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh hiệu quả cho các trường hợp cách ly, điều trị tại nhà. Ngày 27 tháng 11, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang đã ký văn bản công bố cấp độ dịch toàn tỉnh An Giang xuống cấp 2, trước đó là cấp 3, nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Đối với cấp huyện có 4 đơn vị thuộc cấp độ 1, cấp độ 2 có 3 đơn vị và cấp 3 có 2 đơn vị, cấp 4 nguy cơ rất cao có 2 đơn vị là thành phố Châu Đốc và huyện Tịnh Biên. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh An Giang, trong ngày 28 tháng 11, toàn tỉnh ghi nhận 375 trường hợp F0, tăng 144 ca so với ngày 27 tháng 11, trong đó có đến 286 ca ngoài cộng đồng. Phong tỏa một công trình xây dựng có hơn 80 ca dương tính SARS-CoV-2.
Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng, chiều ngày 29 tháng 11, qua xét nghiệm sàng lọc, thành phố ghi nhận 84 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan công trình xây dựng ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 35 trường hợp nghi ngờ đang đợi kết quả xét nghiệm khẳng định lại. Cũng theo CDC Hải Phòng, trong những F0 vừa ghi nhận có những người là lao động ngoại tỉnh, chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19, nguy cơ lây nhiễm ở cộng đồng rất cao. Ngay sau khi ghi nhận, quận Hồng Bàng đã phối hợp với ngành y tế, đã đưa các F0 đi điều trị, đồng thời truy vết F1 và trường hợp tiếp xúc để cách ly tại nhà, kiểm soát chặt chẽ. Liên quan đến ổ dịch tại huyện Tiên Lãng, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện này, tính từ ngày 22 tháng 11 đến 17 giờ ngày 28 tháng 11, huyện ghi nhận 152 ca mắc COVID-19 ở 9 trên 21 xã thị trấn. Số trường hợp F1 là 2.870 người, F2 là 3.686 người. Trong số 152 ca F0, có 94 trường hợp là học sinh, 3 ca là giáo viên, 30 ca làm việc tại công ty, còn lại 15 ca. Huyện tổ chức cách ly tại nhà 6.551 trường hợp F1, F2. Trên địa bàn huyện, có 5 doanh nghiệp đã xuất hiện 30 ca dương tính COVID-19. Hiện huyện Tiên Lãng giao cho các cơ quan chuyên môn chủ động phương án cung cấp lương thực thực phẩm cho các đối tượng thuộc diện F1 đang cách ly tại nhà, tại các khu cách ly, đảm bảo kịp thời đúng quy định, cấp trang thiết bị, hóa chất cho xã Tiên Minh, Toàn Thắng là địa bàn có nhiều F0, phục vụ công tác phòng chống dịch tại địa phương. Huyện Tiên Lãng cũng chuẩn bị 50 giường phục vụ cho công tác cách ly điều trị F0 tại Trung tâm Y tế huyện. Dự kiến số giường có thể đáp ứng cách ly F1 tại khu cách ly tập trung của huyện là 200 giường. Vaccine COVID-19 có thể ngăn ngừa người nhiễm biến thể Omicron trở nặng. Thưa quý vị, sự xuất hiện của biến thể Omicron có thể do ổ virus trong cơ thể của những người chưa được tiêm vaccine COVID-19 và bị ức chế miễn dịch. Chủ tịch Ủy ban Cố vấn về vaccine COVID-19 của Nam Phi, ông Scoop nhận định, trong khi các nghiên cứu về hiệu quả của vaccine chống lại Omicron đang được tiến hành, chúng tôi có thể khá lạc quan rằng vaccine sẽ bảo vệ người bệnh khỏi trở nặng. Giáo sư cho rằng, sự phổ biến của HIV trong khu vực Nam Châu Phi có thể liên quan đến sự xuất hiện của biến thể Omicron. Ông cũng nhấn mạnh mối liên hệ với những người chưa được tiêm vaccine COVID-19. Theo thống kê, 9 quốc gia có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất thế giới nằm ở phía nam của Châu Phi. Omicron có 32 đột biến trên protein gai, lần đầu tiên được xác định trong khu vực trên. Hiện nay, các ca bệnh đã được tìm thấy ở các nước thuộc những châu lục khác như Israel, Bỉ, Anh, Hà Lan, Đức, Áo, Australia. Giáo sư giải thích, SARS-CoV-2 là một loại virus có xu hướng đột biến rất dễ dàng. Ở những bệnh nhân bị ức chế miễn dịch một phần, virus còn sót lại sẽ biến đổi một cách có chọn lọc để thoát khỏi khả năng miễn dịch và dễ lây truyền hơn. Vì vậy, tôi nghĩ nơi biến thể phát sinh có thể là những người chưa được tiêm chủng, những người bị ức chế miễn dịch hoặc bị ức chế miễn dịch một phần do họ không loại bỏ được hết virus. HIV hay virus gây suy giảm miễn dịch ở người, phá hủy các tế bào trong hệ miễn dịch của bệnh nhân và làm suy yếu khả năng chống lại các bệnh hàng ngày. Khi được hỏi liệu tỷ lệ nhiễm HIV cao nhưng đang giảm ở Nam Phi có thể là một phần của câu chuyện đằng sau Omicron hay không, tiến sĩ nói, đó có thể là một phần của câu chuyện, điều đó có vẻ hợp lý nhưng có nhiều nguyên nhân gây ra ức chế miễn dịch. Những người nhiễm HIV đang điều trị được kiểm soát tốt, có khả năng miễn dịch, nhưng có thể sẽ là vấn đề ở những người không được điều trị, chưa bắt đầu điều trị.